Xin chào quý khán giả xa gần trở lại với kênh Xuân Mỹ Vlog. Lời đầu tiên thì Xuân Mỹ xin chúc quý khán giả xa gần bình an và may mắn trong cuộc sống. Video này thì Xuân Mỹ cũng tiếp tục phản ánh một số thông tin liên quan đến cô Út nha cả nhà và những thông tin khác. Một bản tin tổng hợp và xa xa thì Xuân Mỹ để bài Cổng Mẹ, một bài hát mà coi như là đỉnh của những bài hát mà Cường hát. Và đây là một bài viết độc quyền cho Cường, chỉ có Cường hát chứ không có Cường thứ hai hát hay cả nhà. Hôm nay nó là 4.795 rồi, nó gần là 4.800 rồi đó. Hầu như là tất cả các bà mẹ mà fan hâm mộ Cường đều yêu thích bài này, đều yêu thích giọng hát của Cường. Bên cạnh đó thì bây giờ Xuân Mỹ tiếp tục cập nhật bài Qua Xứ Nhà Nàng, một cái bài được up gần đây nhất, đó là up vào ngày 6 tháng 8 cùng ngày 5 tháng 8 trước show diễn một ngày. Và chiều nay nó là 397 nha cả nhà, gần 400 rồi. Trời ơi, bài này mà tới được 1 triệu view chắc còn lâu lắm. Còn tới 600 mấy lận, 603.000 đó cả nhà. Nhớ là vô ủng hộ tiếp tục nha cả nhà. Rồi bây giờ bài Bà Năm chiều nay nó sẽ lên bao nhiêu rồi nha cả nhà, nhà đợi Xuân Mỹ nha. Bài Bà Năm Hồ Văn Cường hát. À đây, 930.000 rồi, còn 70.000 nữa. Wow. Còn 70.000 nữa lần cả nhà. Wow. Hình như là chiều nay cái lượt view nó bị giảm rồi đó. Xuân Mỹ không nhớ hồi trưa Xuân Mỹ nói bao nhiêu nữa. Sáng hồi trưa mình nhớ là còn có sáu mấy ngàn, sao giờ còn 70.000 ha cả nhà. Thôi thì cả nhà mình cố gắng ha, vào kênh Hồ Văn Cường Official. Trước đây là kênh của anh Nguyễn Đức Thị đó. Nói gì thì nói, mình vẫn cảm ơn hai cái mạnh thường quân lớn trong cuộc đời của Cường. Sau khi bị sóng gió ập tới thì anh Nguyễn Đức Thị là một doanh nhân đã đứng ra nhờ người anh kết nghĩa của mình là anh Ngọc Sơn hỗ trợ Cường về mặt âm nhạc. Và cho đến bây giờ thì đã hơn một chục show diễn lớn nhỏ và có những cái bài hát mới phối lại trên kênh. Và anh Thị đã bỏ để cái thương hiệu cá nhân của mình là Nguyễn Đức Thị cho Cường. Và bây giờ thì đã chuyển sang Hồ Văn Cường Official rồi. Và tiếp theo thì cũng thông tin như dòng sự kiện Xuân Mỹ đưa, đó là trường Đại học Hoa Sen. Thì chỉ còn hơn 24 giờ nữa, trường Đại học Hoa Sen đã đăng là còn hơn 24 giờ nữa là kết thúc đăng ký nguyện vọng 1. Các thí sinh cần lưu ý là 17 giờ ngày mai là 17 giờ chiều thứ Bảy 20 tháng 8 sẽ chính thức đóng cổng đăng ký nguyện vọng 1 trên cổng thông tin của Bộ Giáo dục chứ không phải là của Hoa Sen không nha cả nhà. Và hôm nay là thời khắc nước rút để các thí sinh lưu ý chốt nguyện vọng 1, có cơ hội bước vào cánh cửa đại học và tránh những rủi ro về mặt kỹ thuật vào phút chót, cho nên hôm nay các thí sinh phải rà lại nha. Cùng tham gia webinar chốt nguyện vọng. Và những ai mà muốn vào trường Đại học Hoa Sen thì kiểm tra lại nữa ha. Đó, tiếp tục vào nghe tư vấn tuyển sinh. Bên cạnh đó thì trường cũng trường Hoa Sen thì đào tạo những cái lĩnh vực chuẩn quốc tế như du lịch nè, ngôn ngữ, luật và thiết kế, nghệ thuật. Và 90% sinh viên tốt nghiệp ra trường của trường Đại học Hoa Sen là có việc làm cả nhà. Các sinh viên còn có gặp gỡ thầy cô nè, có chuyên môn và có kinh nghiệm để được hướng dẫn. Và tối nay nha, tối nay 7 giờ đến 8 giờ thì trên fanpage của Đại học Hoa Sen sẽ có trực tuyến live đây cả nhà ha. Và cả nhà, các bạn sinh viên, các bạn thí sinh nhớ nha, còn 24 giờ và muốn vào Đại học Hoa Sen thì hãy tìm hiểu, hãy tìm hiểu qua cái buổi trực tuyến hôm nay, là buổi trực tuyến sau cùng về tuyển sinh và với cái slogan là chốt nguyện vọng chắc xuất vào nhà Sen đó. Và một cái tin tiếp theo nữa là
một cái tin sinh viên nhà sen tự tin xây dựng và vận hành chương trình truyền hình thực tế là chương trình Gen Z. Gen Z mùa 2 là do cái bạn Ân đó cả nhà. Bạn Ân hôm qua là Xuân Mỹ có đưa video đó hôm kia đó, thì là đây là một trong những cái bạn mà thiết kế cái chương trình Gen Z này và là thế hệ dẫn đầu. Bởi chương trình này là thực hiện bởi các bạn sinh viên khoa du lịch, nhà hàng nè, khách sạn nè. Một lần nữa là khẳng định tinh thần dân chủ của sinh viên Hoa Sen, cả nhà thấy không? Là trường tạo mọi điều kiện cho các bạn sinh viên phát huy mọi tối đa mọi cái tài năng sở trường của mình để các bạn đóng góp vào cái những cái hoạt động của trường. Và bạn Ân cũng nói là trường đầu tư cho chương trình này là tiền 100 triệu nha cả nhà, chứ không phải là ít nha. Đó. Chương trình tập 5 sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ tối nay ngày 19 tháng 8 trên siêu ứng dụng giải trí Vion và phát lại lúc 20 giờ cùng ngày trên kênh YouTube Đại học Hoa Sen nha cả nhà. Và đây là một số cái hình ảnh format của chương trình Gen Z nha. Đó, cả nhà thấy hoành tráng không? Một chương trình truyền hình thực tế mà để các bạn sinh viên cọ sát. Đó, Gen Z thế hệ dẫn đầu. Này cũng phát huy tối đa kiến thức kỹ năng nha cả nhà của các bạn. Xin mời mọi người quan tâm đến trường Đại học Hoa Sen thì hãy vào xem những cái chương trình truyền hình thực tế này ha, rất là hay, rất là bổ ích. Và nhất là những ai mà về hùng biện đó, những ai mà có muốn phát triển cái kỹ năng hùng biện thì xem cái chương trình này ha. Và rồi bây giờ thì từ cái rồi tiếp theo thì Xuân Mỹ sẽ chuyển sang trang Đại Gia Đình Ngọc Sơn. Đại Gia Đình Ngọc Sơn thì sáng hôm nay thì anh Sơn cũng có đăng một cái tin là Ngọc Sơn về quê nội ở Tam Hải núi Thành Quảng Nam thăm lại người thân, và trước giờ thì lo cho cha mẹ yên tâm trong vòng 4 tháng xây dựng xong nhà từ đường Tam Hải quê mình và bản thiết kế đã xong, thì hôm nay Ngọc Sơn về quê và quyết định luôn, cũng đã xây nhà cho cô 10, chú 8, lo cho gia đình cô 9, chú 4, chú Hoài Bông và các em, lo cho dòng họ không thiếu một gia đình nào. Cả nhà thấy lo cho làm từ thiện ở đâu không bằng là những người ruột thịt trong gia đình mình ha cả nhà. Nói như vậy thì mọi người đã hiểu ha. Ở đây anh Sơn và chú của mình đó trò chuyện. Cả nhà thấy là thành đạt rồi, một người con của quê hương quê nội Quảng Nam thành đạt rồi, quay trở về giúp đỡ những người thân thuộc của mình, bà con dòng họ của mình trước, ổn định trước, giúp đâu xa ha cả nhà, giúp quê hương mình. Và đây là đợt này thì anh có một cái chuyến lưu diễn về quê Quảng Nam, là các nhà tài trợ mời tất cả các nghệ sĩ tất cả các nghệ sĩ về Quảng Nam nha cả nhà. Bây giờ thì Xuân Mỹ tiếp tục chuyển sang thông tin trên kênh Hồ Văn Cường, những người yêu thương em FC những người yêu thương em nè. Đó, Hồ Văn Cường FC những người yêu thương em. Cái này thì do em Phạm Mai và một số anh chị lập ra để viết những lời yêu thương, dành những tình cảm yêu thương em bên cạnh group FC miền Bắc, miền Nam, miền Trung, Nhật Bản, thì đây là một cái group nữa để cho giống như là nơi để là đất để cho các cái fan xanh đột chuối trồng những ươm những cái bài viết yêu thương. Và cô hôm nay thì cô Hương Trương cũng đã có dẫn lại một cái video clip rất dễ thương nè cả nhà. Đó, hình ảnh của Út Gò Công từ hồi những năm 2016. Bà ngoại Nguyễn Chính ở Texas thì rất là thích hình ảnh của Cường vào thời điểm nhí như vậy, cho nên là mời bà xem ha. Đó, dễ thương không cả nhà, hài hước và lắc lư ghê không. Đó, trở lại xem lần nữa ha.
Rồi. Đây là Cường cùng các bạn thi Việt Nam Idol Kids nè cả nhà. Đó, dễ cưng ghê luôn. Rất là dễ thương. Đó. Bây giờ là tiếng của ảnh lớn rồi, video thì nhỏ nhưng mà tiếng của ảnh lớn. À, rồi đó là những cái gì mà Xuân Mỹ muốn 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 đưa. Bây giờ thì Xuân Mỹ xin mời mọi người chuyển sang một cái bài báo. Hôm nay là trên Vietnamnet, báo Vietnamnet có đăng một cái bài bà Nguyễn Phương Hằng khai lý do vì sao mà chửi Hờ Linh và Vi Oanh. Xuân Mỹ đọc cho cả nhà nghe một cái bài này, rồi Xuân Mỹ có một số cái ý nhỏ thôi nghe cả nhà. Mình nghe để mình hiểu lý do tại sao mà cần phải văn minh lịch sự khi mà sử dụng mạng xã hội nữa. Quá trình điều tra, tức là ngày hôm hôm qua thì là cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng. Đề nghị chuyển sang viện kiểm sát đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng là tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam để về cái tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân. Việc này thì ai cũng biết rồi ha cả nhà. Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Phương Hằng lợi dụng các nền tảng mạng xã hội tổ chức buổi livestream đề cập nhiều vấn đề, có những phát ngôn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín danh dự, trong đó cơ quan cảnh sát làm rõ bà đã xâm phạm quyền lợi của ông Hoài Linh, bà Vy Oanh và bà nhà báo Hằng Ni. Thì bà khai báo là lý do lên mạng chửi bới là do thứ nhất là do ông Linh có liên hệ với ông Yên và bà muốn tố giác lừa đảo, nhưng mà khi bà đề nghị ông Linh lên mạng lên tiếng thì ông im lặng. Trong các buổi livestream thì bà liên tục gọi tên ông ấy. Và về ca sĩ Vy Oanh thì bà nói là ca sĩ này lên mạng cà khịa về những hoạt động từ thiện của bà, do đó là bà đáp trả. Rồi riêng về nhà báo Hằng Ni thì bà nói là bà kêu nhà báo này bởi vì liên tục nhà báo này có những bài phân tích phát ngôn trên kênh YouTube cá nhân về hoạt động công ty Đại Nam và quỹ từ thiện Hằng Hủ của vợ chồng bà. Công an ngoài ra thì công an cũng thành phố Hồ Chí Minh cũng nhận nhiều cái đơn từ chuyển chuyển từ công an Bình Dương về tố cáo bà có những cái phát ngôn xúc phạm họ và đang xử lý các đơn tố cáo này. Bây giờ Xuân Mỹ xin nói rõ, Xuân Mỹ xin nói quan điểm của Xuân Mỹ nè cả nhà. Lý do thứ nhất là muốn cái ông Hờ Lờ ổng lên tiếng về về việc đó là ổng có liên hệ với người kia hay không, thì anh này cũng nín ha. Và cô này, cô VOA này thì Xuân Mỹ nhớ là cổ cà khịa về việc đó là sổ đỏ cả ký vàng đeo gì đó. Mà cho từ thiện thì tại cho sổ đỏ thì ai mà bán được, tức là lúc đó mà cho một một ngàn cho bao nhiêu sổ đỏ, bao nhiêu đất đó cả nhà, bao nhiêu hecta đất đó, thì tính ra là giá trị đất là 1.000 tỷ. Thì cô này cũng cà khịa ha, kêu cho tiền mặt đi. Rồi cái cô Hằng Ni này thì liên tục nói là cái quỹ Hằng Hủ là cái quỹ vận động từ thiện, nhưng mà thực chất thì cái quỹ này thì ai cũng biết là bả lấy từ những cái hoặc cái lợi nhuận của công ty bả rồi ha. Tức là công ty Đại Nam là người ta làm từ thiện, là người ta không có huy động giống như những cái nghệ sĩ ha. Mà cái việc bả lên mạng bả xúc phạm người khác á, thì công an đã làm rõ cái vấn đề đó, mình không có tham gia ý kiến ha. Nhưng ở đây á, là Xuân Mỹ xin nói về vấn đề sử dụng mạng xã hội, tức là ở đây mình cũng nói một phần là không có lửa làm sao có khói ha cả nhà.
Khi bà tố cáo thì bà tố cáo duy nhất có ông Yên thôi, nhưng mà rất là nhiều người bu vào và dùng rất là nhiều lời lẽ cũng nhục mạ, xúc phạm bà Hằng rất dữ ha cả nhà. Nhưng mà bà cũng không có kiềm chế được cảm xúc và dùng rất là nhiều lời lẽ, phải nói là không có văn hóa luôn á, xúc phạm nhiều người khác. Thì cái đó là về cái việc mâu thuẫn cá nhân nha cả nhà. Về cái việc mâu thuẫn, về cái việc là cá nhân với cá nhân nhưng mà đem lên mạng, nói qua nói lại. Và những cái người kia, những cái người mà được báo nêu tên này nè, cũng không phải dàn dừa, cũng gọi người ta với những cái ngôn từ hết sức là xúc phạm nặng nề. Nhưng mà cuối cùng thì cũng cơ quan chức năng cũng vào cuộc. Thì hy vọng đây cũng là một cái bài học cho tất cả những ai mà dùng mạng xã hội nhục mạ người khác, trong đó có những cái đứa như là Béo Bán Nhang nè, K88 hờ khờ rồi đó, nhất là Béo Bán Nhang. Béo Bán Nhang là cái người mà xúc phạm em trai này nhiều nhất cả nhà. Béo Bán Nhang là dùng những lời lẽ xúc phạm các em này nhiều nhiều nhất. Nhưng mà thời gian qua, em này là im lặng, không có là nói lại, cũng không có lên mạng đôi co. Cả nhà thấy là em này em kiềm chế cái cảm xúc của mình rất là tốt đúng không cả nhà? Trong khi bà Đại Nam thì bà không có thể kiềm chế được cảm xúc và bả bữa lại. Thì cái đó mỗi một người có một cái xử lý cái cảm xúc khác nhau ha. Nhưng mà mình phải công nhận là cái cậu bé này rất là dễ thương. Để bây giờ Xuân Mỹ xin chuyển sang cái hình cái group Hồ Văn Cường khu vực phía Nam để chúng ta, đây là những cái video mà cả nhà xem nè, ha. Đó, con chưa về, tức là hôm show 6 tháng 8 con chưa về thì các mẹ cũng chưa về, ở lại nè cả nhà đó. Xuân Mỹ nói thêm, cũng nhờ, nói gì thì nói, cũng nhờ bà Đại Nam lên mạng livestream mình mới biết được tới cái fan xa gần, mới biết rõ sự thật cuộc sống của cái cậu này với cái người kia như thế nào ha cả nhà. Đó đó là cái sự thật mà từ chi tiết từ bà Đại Nam, cũng một phần nhờ bả mình mới là biết được sự thật. Và một phần cũng nhờ bà Đại Nam mình mới biết cái việc từ thiện nó như thế nào, và nó trở thành một cái nghề, một cái kinh doanh từ thiện hay cả nhà. Và ngay lập tức cũng sự phản ánh bà Đại Nam mà chính phủ điều chỉnh cái nghị định 64 thành nghị định 93, xử lý chế tài luôn tổ chức và cá nhân. Còn cái nghị định 64 cũ nó chỉ là chế tài cho tổ chức thôi nha cá nhân, cả nhà, nó không có cá nhân. Cho nên là một số cá nhân đã thấy được cái việc này và đã lợi dụng cái việc này và quy động từ thiện và sử dụng cái tiền từ thiện như thế nào đó, thì thời gian qua chúng ta thấy rồi. Khi mà nổ ra cái việc cái anh HL ảnh giữ 14 tỷ trong 6 tháng mà không có một cái động thái nào, thì nghị định không có một cái nghị định nào của nhà nước để chế tài cái việc mà ngâm tiền từ thiện hết, cho nên lập tức chính phủ đã điều chỉnh. Và nghị định 93 là quy định trong vòng 30 ngày là phải trong vòng 30 ngày là phải 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 giải ngân đó. Và rất là nhiều cái quy định chế tài khác mà buộc lòng cái cá nhân mà muốn huy động tiền từ thiện là phải làm thông tin thờ báo cáo đầu như báo cáo tài chính rồi nha cả nhà, rất là phức tạp. Cho nên là từ sau cái vụ đó, thì cái việc mà lợi dụng từ thiện hay là sống bằng nghề từ thiện thì đã vơi bớt, có thể là sau lưng âm thầm làm lén làm lút gì đó, nhưng mà nếu mà trực tiếp lên mạng lên đồ kêu gọi là không công khai là coi như là vi phạm nha cả nhà, là không chỉ bị phạt mà có thể là bị truy tố nữa. Cho nên là nói gì thì nói, ai một lần nữa là ai mà nói gì thì nói ha, một phần cũng
một phần nha cả nhà, một phần những vấn đề xã hội bà Đại Nam, bà Hằng phản ánh đúng. Chỉ có là bà không kiểm soát cảm xúc và dùng những ngôn từ những ngôn từ không có văn hóa xúc phạm những người khác. Nhưng mà nhìn lại đi cả nhà, thấy Vietnamnet hôm nay viết bài lý do mà bà xúc phạm cũng một phần những người kia thịa bà trước, và có rất nhiều, Xuân Mỹ cũng nói có rất nhiều nhục mạ, người nhục mạ bà một cách đó là hết sức quá đáng luôn nha cả nhà. Nhưng mà cái đó thôi mình không nói ở đây, Xuân Mỹ chỉ đề cập hai chi tiết bởi vì chúng ta đang follow cái cậu thanh niên này, thì là một cái chi tiết nhờ bả lên tiếng mà mình mới biết một cái sự thật đằng sau cái ánh hào quang của cái showbiz và cái người kia và cái sự thật cái cuộc sống của cái cậu thanh niên này sau bao nhiêu năm đi theo. Và cái sự thật thứ hai là cái từ thiện nó là một cái nghề, nó trở thành một cái nghề của rất nhiều người, và rất nhiều người tranh thủ cái từ thiện. Có trục lợi hay không thì cái chuyện đó tự mỗi cá nhân họ biết nha cả nhà, mình không quy chụp. Nhưng mà nhờ cái sự phản ánh này mà nhà nước kịp thời điều chỉnh từ nghị định 64 sang nghị định 93 chế tài cho cả tổ chức và cá nhân, đó là một cái sự phát triển, một cái sự thay đổi của các cái quy định về mặt pháp luật của nhà nước. Và sở văn và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành một cái quy chế về quy tắc ứng xử trên mạng xã hội của nghệ sĩ, cũng từ những cái phản ánh của bà Đại Nam. Và Bộ Thông tin Truyền thông thì ban hành cái quy chế sử dụng mạng xã hội, đưa thông tin trên mạng đó cả nhà thấy. Thì qua đây thì Xuân Mỹ xin nói lại một lần nữa là chúng ta sử dụng mạng cũng sử dụng mạng phải thông minh và phản ánh những vấn đề chân thực, rõ, xác đáng. Những trường hợp như kiểu béo bán nhang hay là hờ khờ xúc phạm Cường, nếu như mà tất cả những cái này, bởi vì là Cường im lặng, Cường là một thanh niên hiền lành, chất phác, bỏ qua những cái này. Chứ nếu mà Cường quật lợi thì chắc chắn những người đó cũng rơi vào cái điều là mà như bà Hằng bị truy tố nha cả nhà. Đó, Xuân Mỹ xin cảnh báo béo bán nhang như vậy để là có cái sự điều chỉnh của bản thân mình. Đừng có thấy là người ta im lặng thì mình cứ là lấn tới ha, làm tới ha, thì một ngày nào đó hối hận không kịp đó ha. Và rồi bây giờ thì Xuân Mỹ xin dừng lại cái video clip ở đây và xin cảm ơn cả nhà đã lắng nghe và ủng hộ kênh của Xuân Mỹ. Ai chưa bấm đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo của Xuân Mỹ nha cả nhà. Và nhớ là bấm like cho Xuân Mỹ nha. Bấm like video của Xuân Mỹ thì mọi người xem, và cái lượt like nó cũng không có, xem thì cho Xuân Mỹ, ai mà xem thì bấm cho Xuân Mỹ một like đi cả nhà ha, để tăng tương tác cho Xuân Mỹ và động viên tinh thần cho Xuân Mỹ ha. Đây nè, chỗ cái ngón cái này ha cả nhà. Rồi, xin cảm ơn cả nhà đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.